Hello, xin chào các bạn. Mita quay trở lại với các bạn trong cái series chăm sóc sức khỏe chủ động. Và đây là cái video thứ 90, lại là cái video về thận. Trong cái video này, Mita chia sẻ với cả nhà những cách và những điều nên và không nên làm để cho cả nhà cải thiện chức năng thận và những cái vấn đề mà thận mà các bạn đang gặp phải. Đầu tiên, cái việc cần phải làm đó là hãy uống nước ép rau cỏ mỗi ngày. Hoặc là các bạn bổ sung các loại rau cỏ, bột rau, bột cỏ, táo các kiểu gì đó uống mỗi ngày để cho cái thận của bạn được chữa lành, bị tổn thương lở loét gì đó thì nó sẽ được chữa lành dần dần, được chữa lành dần dần. Phải làm như vậy, hoặc là mới 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 làm được, còn không làm được thì không có làm được đâu ha, không có làm được đâu, mình nói thật đấy, mình nói thật chứ không phải nói đùa đâu. Điều thứ hai là các bạn hãy uống đủ nước, đặc biệt là nước có chứa citrus, là đây là cam chanh, quýt, bưởi đều có chứa citrus, và mình ưu tiên các bạn, gợi ý các bạn là hãy uống nước chanh, hãy bổ sung chanh vào trong cái món nước uống của các bạn để các bạn hòa tan những cái phân tử, những cái muối mà nó còn thừa ở bên trong thận và nó chuyển hóa ra để cho cơ thể của bạn khỏe hơn và làm cho cơ thể của bạn, cái thận của bạn được sạch hơn và cái đường tiết niệu cũng như bàng quang được sạch hơn, là lưu ý. Và điều thứ ba là các bạn không được ăn mặn, không được ăn mặn, ăn nhạt thôi, cái nào không cần ăn muối thì khỏi phải ăn luôn, cứ tập dần dần thì nó sẽ cải thiện. Hãy bảo vệ quả thận của bạn bằng cách không ăn mặn và uống nhiều nước. Và điều thứ tư là các bạn là hãy hạn chế hoặc là nói không với động vật thì là tốt nhất. Hạn chế ha, hạn chế được chừng nào tốt chừng đó, và hãy chỉ cho mình những cái đặc biệt cao hơn, ví dụ như chỉ ăn những cái gì ngon nhất hoặc là sạch nhất hoặc là tốt nhất, ví dụ như vậy. Thì nếu bạn đặt những cái tiêu chuẩn cao hơn thì bạn sẽ không dễ dàng ăn những cái thực phẩm như là thịt mà bạn biết là nó không sạch, thế là bạn sẽ được một cơ hội được giảm thiểu, người ta chỉ cách như vậy đó. Thứ mấy rồi nhỉ? Điều tiếp theo mình quay mất tiêu. Điều tiếp theo là các bạn hãy hãy đừng cái uống bia rượu. Nếu các bạn là một người thích uống bia rượu thì hãy cân nhắc vấn đề này. Nếu các bạn than phiền vì đau thận, than phiền vì bị lở loét vì thận thì hãy suy nghĩ lại vấn đề, hãy bỏ uống bia rượu ngay đi, và lo lắng về thận thì hãy bỏ uống bia rượu ngay đi ha. Chỉ uống bia thèm quá thì những bia người ta hướng dẫn thôi thì ok, còn lại thì đừng có uống, đừng có uống ha. Bia người ta hướng dẫn là bia sức khỏe, nó an toàn cho sức khỏe của bạn. Mita xin thề. Rồi các bạn bỏ đi cái thói quen uống nước ngọt đi, Coca Cola gì các kiểu đó, bỏ thói quen đi, bỏ thói quen uống nước ngọt. Những cái nước đó nó chứa rất là nhiều phosphat, hoặc là bỏ thói quen ăn những đồ hộp, đồ đóng hộp chứa rất là nhiều phosphat, là nguy cơ nó làm cho sỏi thận được tăng lên và chức năng thận của bạn sẽ có vấn đề. Và điều nữa là không được nhìn tiểu, mắc tiểu thì cứ đi tiểu bằng cách nào là cứ đi. Ở Việt Nam cũng có nhiều cái cửa hàng thuận lợi, trong đó có cả toilet đấy, hay là trường học hay là bệnh viện, nơi đó cũng có toilet đấy, nếu lỡ đường thì hãy cứ đi đi. Rồi ở nước ngoài thì nơi nào cũng có những cái tiệm mà tiện lợi 24 trên 24, lúc nào cũng có toilet sẵn để các bạn mắc tè thì đi ngay. Còn nơi làm việc hay mọi thứ các bạn lưu ý là mắc tè phải đi tè ngay. Và thêm một điều là không được uống quá nhiều nước sau 6 giờ. Hãy tập cái thói quen uống nước từ từ sáng cho đến trước 6 giờ chiều. Rồi từ sau 6 giờ trở đi nó khác quá, hãy nhấp nhấp một xíu, nhấp nhấp một xíu thì nó sẽ ok. Nếu bạn không ăn mặn thì bạn chả khát nước đâu, nên bạn yên tâm về điều đó. Thêm một điều nữa là bạn hãy cân bằng ăn uống, là thực phẩm có dầu ô salad thì kết hợp với thực phẩm dầu canxi, thì hai cái thực phẩm đó được ăn cùng lúc, có nghĩa là nó được thu gom vào bên trong dạ dày cùng một lúc thì nó sẽ hợp tác với nhau, nó kết hợp lại với nhau và nó không làm thừa ô salad và nó không bị Thế sỏi thôi. thận. Thế thôi, là mình hy vọng cái video này sẽ giúp ích cho một số bạn của Mita, đang gặp phải vấn đề về thận, chức năng thận có vấn đề, hoặc là bị những bệnh như là IGA hay vân vân, thì các bạn sẽ theo dõi cái video này và bắt đầu thực hành đi. Việc đầu tiên phải thực hành được đó chính là hãy bổ sung nước ép rau mỗi ngày.
Nếu chưa thể bổ sung nước ép rau thì hãy bổ sung nước bột cỏ rau mỗi ngày thì các bạn sẽ an toàn, các bạn sẽ an toàn ha. Đó thế thôi. Mình chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh, bình an và luôn luôn yêu Mita nữa. Vậy ha. Bye bye.